Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Châu vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội cựu công an nhân dân phường thuộc Hội cựu công an nhân dân thành phố Hội An. Chi hội cựu công an nhân dân phường Cẩm Châu được thành lập theo quyết định số 23 ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Hội cựu công an nhân dân thành phố Hội An. Chi hội trưởng là ông Phạm Văn Đoàn, hai chi hội phó là ông Phan Thanh Tây và ông Nguyễn Văn Mại. Chi hội có nhiệm vụ vận động tập hợp đoàn kết, tổ chức hướng dẫn hội viên thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, quyền và nghĩa vụ của hội viên theo quy định của điều lệ Hội cựu công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương để vận động tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân ở cơ sở vững mạnh. Cạnh đó, tổ chức quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, tích cực hoạt động tình nghĩa, phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.